cháu gái tướng Tô say xỉn, đại náo, cảnh sát giao thông run sợ, báo chí phủ nhận. Vào khoảng 22 giờ 30 đêm mùng 5 tháng 3, nữ tài điều khiển xe Kia biển kiểm soát 30H11959 được cho là đã va chạm với một thanh niên điều khiển xe gắn máy mang biển kiểm soát 30 set. Nhiều người chứng kiến cho biết người phụ nữ này tự nhận là cháu của tướng Tô Lâm. Được biết người phụ nữ này khi gây tai nạn miệng có hơi men và tay cầm điện thoại. Hiện trường vụ tai nạn và cô, cháu gái tự xưng là của ông Tô Lâm. Trong một clip được tung lên mạng, nạn nhân của vụ tai nạn nói rằng xe đang đậu sát lề đường, em đang đội mũ bảo hiểm, chưa tham gia giao thông, chưa lên xe. Chị này đâm một phát vào em, ngã ra đường, chứ không phải là em sang đường, hay em ngáo ngơ để mà chị đâm vào em. Em thì em không xây sát gì nhiều Em chỉ đau người thôi Em vỗ vào xe chị Em bảo là chị đi đứng kiểu gì thế Thế là bà ấy xuống Bà ấy chửi em một chàng Rồi bà ấy ký đầu em Chửi em, xúc phạm em Xong rồi đạp cả xe em Em ấy thấy bà ấy có biểu hiện không tỉnh táo Em rất là sợ Thế thì em bảo bà ấy là Thôi chị đi đi Em không chấp chị nữa Nhưng bà ấy nhất quyết bảo phải gọi công an Thế là em gọi thôi. Nhưng mà khi gọi công an đến thì từ 11 giờ đến 12 rưỡi công an chỉ lấy lời khai của em còn không hề giải quyết với chị ấy. Trong khi em yêu cầu công an đến thổi nồng độ cồn nhưng công an giao thông đến không cho thử nồng độ cồn. Công an đến chỉ hạch sách em với em và bảo em ra làm việc còn chị ấy thì được ngồi trên xe. Thông tin thì người chứng kiến cho biết nhiều người có mặt tại hiện trường đã bức xúc với người phụ nữ này và không đồng tình với cách xử lý của cảnh sát giao thông. Họ đã chặn đầu xe, yêu cầu lực lượng chức năng test nồng độ cồn đối với nữ tài xế ngay tại nơi xảy ra sự việc. Mãi tới hơn 1 giờ sáng, nữ tài xế cuối cùng đã thổi và cho kết quả 0,5. Đây là kết quả rất thấp. Sau khi clip được tung lên mạng xã hội, báo chí đã vào cuộc Điều đáng nói là báo chí chỉ dám nói người phụ nữ kia tự nhận là cháu của lãnh đạo Bộ Công an, nhưng không dám nhắc tên lãnh đạo Bộ Công an đó là ai. Và cuối cùng, các báo dẫn lời một lãnh đạo đội cảnh sát giao thông đường bộ số 6 nói rằng thông tin người phụ nữ say xỉn kia là cháu lãnh đạo Bộ Công an là thông tin hoàn toàn sai lệch, chị kia không phải là cháu lãnh đạo nào cả. Nạn nhân của cô cháu gái tô lầm dù báo chí phủ nhận nhưng người dân có thể đoán biết người phụ nữ say xỉn kia có phải là cháu ông Tô Lâm hay không. Ông Nguyễn Văn Thiệu từng nói, đừng nghe những gì Cộng sản nói, hãy nhìn những gì Cộng sản làm. Người dân chỉ cần nhìn một cách hành xử của cảnh sát giao thông là biết ngay sự thật. Thứ nhất, cảnh sát giao thông chỉ bắt nạn nhân làm việc mà không đả động gì đến người phụ nữ say xỉn, thì chứng tỏ họ ai ngại người này. Thứ hai, dưới áp lực của người dân, công an buộc phải cho người phụ nữ kia thổi nồng độ cồn, nhưng phải sau một tiếng 30 phút mới cho thổi. Như vậy, họ dùng rằng trở dĩ ý kiến rồi mới dám thực hiện vụ việc hết sức đơn giản. Hơn nữa, sau một tiếng 30 phút, nồng độ cồn trong hơi thở của người phụ nữ kia đã giảm đi nhiều, thì mức độ vi phạm của cô ta cũng nhẹ đi. Có vẻ như cô cháu gái tự xưng này của Bộ trưởng Tô Lâm cũng có tính tình giống ông ta ông tô lâm coi trời bậc vung coi luật pháp quốc tế như miếng rẻ rách ông dám đem quân sang berlin ở đức để bắt cóc phi vụ không biết xấu hổ là gì còn cô cháu gái tự xưng này không đại náo được trời âu thì cô đại náo tại hà nội cô say xỉn nhưng còn chửi bới nạn nhân dường như cô cũng chẳng có dây thần kinh xấu hổ dưới bàn tay của tô lâm cán bộ công an chỉ sợ quyền lực chứ không sợ pháp luật. Một người phụ nữ say xỉn rõ ràng nhưng họ không dám nhân danh pháp luật để xử lý bởi họ sợ thân thế của người đấy. Chính quyền như thế thì làm sao đất nước này có thể bình yên cho được. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Thời báo chấm với bản tin Cháu gái tướng tô say xỉn đại náo, cảnh sát giao thông run sợ, báo chí phủ nhận. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời Báo .de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, cho các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời Báo .de. Biến Vạn Thịnh Phát lội tàn nhưng đầu bạc vẫn đầu hàng hai nhật. Vào ngày 5 tháng 3, vụ án Vạn Thịnh Phát đã được đưa ra xét xử ngày đầu tiên dự kiến phiên tòa sẽ kéo dài đến ngày 29 tháng 4 với số lượng bị cáo rất lớn. 86 người kể cả bà Trương Mỹ Lan, có 13 bị cáo bị truy tố với khung hình phạt đến trung thân hoặc tử hình. Trong đó có bà Trương Mỹ Lan do tham ô 304.000 tỷ đồng. Bà Đỗ Thị Nhàn do nhận hối lộ 5,2 triệu đô la và Trương Huệ Vân vì giúp sức cho bà Lan. Đây là vụ án rất lớn, tuy nhiên đến giờ này nhân vật được cho là đã giúp bà Trương Mỹ Lan thâu tóm hàng loạt khu đất vàng tại Sài Gòn là ông Lê Thanh Hải vẫn không hề hấn gì. Bà Lan và 85 bị cáo khác ra tòa, xem như 99% ông Lê Thanh Hải đã an toàn, còn lại 1% dành cho bất ngờ nào đấy. Bà Trương Mỹ Lan ra tòa kết thúc một vụ vạn thịnh phát to xác nhưng rỗng thần. Vụ án vạn thịnh phát đổ bể một lần nữa cho thấy nền tảng pháp lý và tổ chức quản lý nhà nước của chế độ này có vấn đề hết sức nghiêm trọng. Đã từ lâu những doanh nghiệp Việt Nam đột nhiên lớn mạnh rồi sau đó sụp đổ. Gần như không có một doanh nghiệp nào có thể sống thọ hơn 40 năm. Sự thối nát của hệ thống chính trị kéo theo hàng loạt doanh nghiệp lớn mạnh một cách phi pháp, mang theo bao nhiêu mầm bệnh. Đến khi kinh bệnh bùng phát thì không thể nào cứu vãn nổi. Hiện nay có rất nhiều tập đoàn có công cách làm ăn theo kiểu vạn tịnh phát. Nếu ông Nguyễn Phú Trọng cho khui hết thì không biết nền kinh tế Việt Nam sẽ như thế nào. Nền chính trị mục nát kéo theo nền kinh tế cũng mục ruỗng từ bên trong. Ở các nước dân chủ cũng có việc doanh nghiệp vận động hành lang giới chính trị, thậm chí quyên góp cho một nghị sĩ nào đấy để họ đề xuất những dự luật có lợi cho doanh nghiệp tuy nhiên những dự luật ấy được đem ra mổ xẻ tranh luận công khai trước khi biểu quyết hơn nữa khi biểu quyết thông qua dự luật thì mỗi lá phiếu đều rất có giá trị còn ở việt nam quốc hội là một tập thể nghị gật và do luật nào thuận ý đảng rồi cũng được đồng thuận cao hơn nữa dù có luật thì cũng không mấy cơ quan chức năng và quan chức tôn trọng luật pháp vì vậy khi giới chức và giới chính trị đỡ đầu cho doanh nghiệp thì rất nguy hiểm cho nền kinh tế. Tập đoàn Vạn Thịnh Phát không thể lớn mạnh nếu không có bàn tay của Lê Thanh Hải nâng đỡ. Nhưng khi Vạn Thịnh Phát bị pháp luật sở đến thì vẫn không chạm đến được quyền lực chính trị đằng sau. Do đó không đảm bảo tính nghiêm minh của pháp luật và những Vạn Thịnh Phát khác sẽ lại nổi lên. Vạn Thịnh Phát như cây dưa leo vậy, Lê Thanh Hải như tảng đá. Ông Tổng dùng rìu chém đứt dây leo nhưng rìu lại bị mẻ quy đụng phải tảng đá quá cứng. Kết quả dây leo chết nhưng tản đã vẫn còn chờ chờ và rồi nó lại làm bệ đỡ cho dây leo khác tiếp tục phát triển và vơ vét tiền tài sản của nhà nước và cũng là của nhân dân. Vạn Thịnh Phát đổ nhưng Lê Thanh Hải thì vẫn bình an vô sự. Doanh nghiệp dựa vào chính trị, nhờ chính trị để che đậy làm ăn gian dối, cứ thế doanh nghiệp lớn dần lên đến khi thế lực chính trị đỡ đầu suy yếu thì doanh nghiệp cũng ngã nhào ở việt nam có mấy doanh nghiệp lớn mà không đi theo công thức này hay không nếu không theo công thức đấy thì doanh nghiệp không thể nào lớn được nên chính trị lành mạnh và trong sạch sẽ tạo ra một nền kinh tế trong sạch và lớn mạnh mà doanh nghiệp lớn mạnh là bởi nội lực chứ không phải bởi vào dựa dẫm đó là lý do các doanh nghiệp ở các nước dân chủ dễ hòa nhập quốc tế còn ở việt nam thì sao đây? Lớn như Vingroup nhưng khi ra với thị trường quốc tế thì vẫn không thể nào tìm được chỗ đứng cho mình. Vạn Thịnh Phát to xác nhưng ốm yếu, vậy còn bao nhiêu doanh nghiệp to xác nhưng không thể tự đứng trên đôi chân của chính mình. Không ai biết điều này, chỉ biết doanh nghiệp Việt Nam đang bị nhốt trong cái chuồng chính trị chật hẹp, cho nên chỉ có thể nằm một chỗ béo ú lớn xác nhưng không có sức khỏe Đấy là thực trạng đáng buồn cho nền kinh tế của Việt Nam mục ruỗng hoàn toàn. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Thời báo chấm với bản tin Biến Vạn Thịnh Phát thành lụi tàn, nhưng đầu bạc vẫn đầu hàng hai nhật. Quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi Youtube và Facebook của Thời báo chấm để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa Thời Báo. Chấm đề.